Phía cảnh sát vừa thông báo một vụ cướp có vũ trang. Những nhân viên liên quan đều đã thiệt mạng. Một khu vực ở Đông Nam Á, chuyện này liên quan tới một công ty bảo vệ, đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cụ thể. Đội chống bão được thuê để bảo vệ chủ thuê house đi giao tiền chuộc. Địa điểm giao dịch: một nhà máy bỏ hoang ở Đông Nam Á. Các đơn vị chú ý, mục tiêu giao dịch đã đến nơi. Cảnh giác cao độ. Cao Chim, đội trưởng đội chống bão. Lão Điểu, người quan sát của đội chống bão. Đối phương là 10 người có vũ trang. Tất cả đều mang theo vũ khí nhẹ. Chưa phát hiện vũ khí hạng nặng. Hao Úc, thiếu tướng của sở nghiên cứu vũ khí năng lượng cao. Này, dừng lại. Tôi muốn thấy tiền trước đã. Tiền ở đây, như anh thấy đấy. Vậy chiếc máy mà các anh trộm đâu? Đừng khó tính thế chứ. Kiểm tra hàng. A Trung, tổ trưởng, tổ hành động theo sát bọn bảo. Đừng để chúng dở trò. Lão Cao, anh nói xem, tay chủ thuê này làm gì thế nhỉ? Thuê chúng ta bảo vệ, nhưng lại đề phòng chúng ta như trộm. Ngay cả thứ mà chúng ta bảo vệ là gì cũng giấu kín như bưng. Tôi thấy vụ này chắc có vấn đề đấy. Thông tin liên lạc bị nhiễu. A Trung, tín hiệu bị nhiễu. Cậu đứng gần quá rồi. Rõ. Rất tốt. Chiếc máy không có vấn đề gì. Đưa tiền cho họ. Địch tấn công. Mau tìm nơi ẩn. Đón địch. Phản đội hình ra. Có tay súng bắn tỉa hướng 15 đằng trước bên 600m. Phải. A Trung. Có người bị thương, có người bị gọi chi viện. Kẻ địch bắn mạnh quá. Thế này thì sớm muộn gì chúng ta cũng đi đời. Tất cả thành viên chú ý. Tìm cơ hội rút khỏi chiến trường. A Trung. Trả lời đi, heo mập. Gọi trụ sở. Nhiệm vụ thất bại. Cầu tổ phản ứng nhanh, kiểm hộ rút lui. Heo mập. Chút. Trùng. Rõ, đội phản ứng nhanh sẽ đến trong 20 phút. Đi thôi.
Lão điểu đừng qua đây. Cố lên. Tôi tới cứu anh ngay đây. Túm lấy. Hiện tại đội trưởng Cao, anh tỉnh rồi. Tăng lượng oxy. Michael đâu? Chúng ta đã gặp sếp Michael. Biết chuyện này rồi. Anh thấy thế nào? Anh ấy bảo anh cứ nghỉ ngơi, chuyện khác cứ để công ty xử lý là được. Chuyện gì thế Michael? Người phụ trách tổ hành động đặc biệt công ty bảo vệ. Sếp Michael, xuống xe. Có kẻ bán đứng chúng ta. Tôi biết. Chẳng phải anh chính là kẻ phản bội đó à? Tài khoản của anh đã nhận được 400.000 đô la Mỹ không rõ nguồn gốc. Cái gì? Giờ anh còn gì để nói nữa? Vì 400.000 đô la Mỹ mà anh phản bội đồng đội của mình. Không phải tôi, là Howard. Không lẽ anh muốn để một người đã chết gánh tội cho hay sao? Xem cái này đi. Tôi biết anh bị bệnh u não, biết anh cần tiền, nhưng tôi sẽ không chấp nhận chuyện anh phản bội lại đội của mình. Lùi lại. Bỏ súng xuống. Đi. Đi đi. Bảo họ bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống đi. Bỏ súng cho tôi. Ra lệnh cho họ vào trong xe. Lên xe. Mau lên xe đi. Xin lỗi Michael. Chắc chắn chuyện này có vấn đề. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tôi sẽ không để lão điểu, A Trung và mọi người. Đóng cửa lại. Đồ khốn Cao Chim, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Kẻ phản bội, sỉ nhục, bán đứng đồng đội vì tiền. Cả cảnh sát và xã hội đen đều muốn anh ta.
Nửa năm sau, trung tâm triển lãm, hội nghị Đông Nam Á. Mọi người có thể thấy, giờ đã có rất nhiều người tập trung ở cửa, xếp hàng để vào hội trường. Lát nữa chúng ta sẽ vào hội trường. Hầm đỗ xe trung tâm triển lãm hội nghị. Đầu tiên là đại diện của công ty. Tôi rất vinh hạnh có được cơ hội tới đây để giao lưu. Xin chào. Cảm ơn. Xin chào. Rất xin lỗi. Tiến sĩ, chạy mau, mau chạy đi, mau lên, hộ tống các nhà khoa học ra khỏi đây, mau lên. Mau, mau, mau lên xe. Nhìn đằng sau, con mồi đã tới. Xin chi viện. Nơi trú ẩn tạm thời của Cao Chim, ngoại ô thành phố B, Đông Nam Á. Hiện tại, phía cảnh sát đang tiếp tục tiến hành điều tra về vụ bắt cóc xảy ra sáng nay tại trung tâm triển lãm Hội nghị quốc tế Maranit. Hiện tại chưa có bất kỳ tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc này. Đây đã là vụ bắt cóc chuyên gia năng lượng thứ ba trong 3 tháng qua. Theo lời tiết lộ của người trong cuộc, vụ bắt cóc này rất có thể liên quan tới mô đun tin natrium đậm đặc mới được công bố. Video nghĩa vụ. Chào đội trưởng Cao, tôi là Heo Mập. Năm nay 28 tuổi, cao 1m83, không biết nói lời bùi tai, nhưng tôi chịu đòn giỏi. Chào đội trưởng Cao, tôi là A Trung, tôi 34 tuổi. Tôi xuất thân là lính đặc chủng, chủ yếu là lính đột kích. Tôi rất vui vì được gia nhập đội chống bão. Đội trưởng Cao, thời gian qua làm việc cùng nhau,
Thực ra có lúc tôi nghĩ anh như người cha già của chúng tôi vậy. Đám chúng tôi không nơi nương tựa, không có ràng buộc. Nơi này, đội chống bão chính là một gia đình, một bến cảng của chúng tôi. Cảm ơn anh đã chăm sóc chúng tôi, đội trưởng Cao. Ai đang ở đó? Làm gì vậy hả? Chúng tôi phát hiện một kẻ tình nghi, xuống đây đi. Rõ, rõ. Anh bạn, xin hãy giữ bình tĩnh và phối hợp với chúng tôi. Xin hãy phối hợp với chúng tôi. Mục tiêu xuất hiện. Một tòa nhà bỏ hoang ở Đông Nam Á. Cửa trước an toàn. Vào trong. Kiểm tra cửa phòng đó. An toàn. Xông vào. An toàn. An toàn rồi. Đừng sợ. Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Đội mãnh hổ. Đây là đội mãnh hổ. Đã giải cứu con tin an toàn. Chúng tôi chuẩn bị lập tức trở về. Bàn kiếm. Lập tức tạm dừng mọi nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ mới. Nhưng chúng tôi phải hộ tống con tin đến đích. Chúng tôi vừa phát hiện tung tích ai cơ. Chúng ta vừa nhận được tin chính xác. Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ của hắn cho cô. Đã rõ. Dừng. Qua đây, ngồi xổm xuống.
phong tỏa mọi lối ra, tất cả chú ý. Bọc đánh. Lên. Mày tu không không. Xem bên cạnh kìa. Đi. Chết đi. Phát hiện kẻ khả nghi. Là cao chim. Mục tiêu ở trước sân. Mục tiêu ở trước sân. Cấm cử động. Ngồi xuống. Đưa tay ra sau. Sao giờ mới tới? Lão điểu không nhìn nhầm người. Khá lắm. Ông không có tư cách nhắc đến thầy ấy. Đội trưởng, chúng ta phải bắt sống hắn. Nơi này không an toàn. Chúng ta phải đi ngay. Đưa đi. Trụ sở gọi mãnh hổ. Chú ý quan sát đường bay. Tối qua đã có một địa chỉ không xác định xâm nhập vào hệ và tìm kiếm điều phối chuyến bay của chúng ta. Phẫn nộ là cảm xúc mà cô không nên có nhất lúc này. Nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự phán đoán của cô. Lúc ông hại thầy ấy cũng bình tĩnh như vậy đúng không? Ông có biết thầy của tôi đã nói với tôi thế nào không? Thầy ấy coi ông là người thân. Nhưng ông lại hại chết bọn họ. Lão điểu chưa dạy cô cách phán đoán à?
Lùi lại. Buộc lên. Mục tiêu: bầu trời trên đảo, rẽ phải ở 230, độ cao 7000. Sao lại đột nhiên đổi đường bay? Đội trưởng nói vậy. Căn cứ U Linh. Mô đun nguồn đã được kết nối. Sếp, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhìn đi. Các anh em cười lắm. Đã thuận lợi hoàn thành rồi. Làm tốt lắm. Ai cũng làm rất tốt. Nó cần nạp điện thêm vài phút nữa mới có thể vận hành bình thường. Vậy mau cho tôi thấy nó có khả năng gì đi. Khoan đã, ông cần đeo tai nghe lên. Nếu không ông sẽ rất khó chịu, thậm chí là nôn mửa đấy. Tôi không thể chờ được nữa. Khởi động đi. Cao chim, đừng vui mừng quá sớm. Đáng ra ban nãy tôi phải nổ súng giết chết ông. Một tay súng bắn tỉa. Phải học cách khống chế cảm xúc của mình. Cao chim, tôi sẽ không buông tha cho ông đâu. Độ cao 700. Đạt tới độ cao an toàn mở dù. 600. 500. Nguy hiểm. 300. 200. Radar của kẻ địch không khóa, an toàn tiếp đất. Bay quay lại.
Gì cơ? Tôi nói bay quay lại. Đội trưởng bàn, tôi đã báo cáo với công ty rồi. Michael bảo chúng ta về công ty chờ lệnh. Bắt đầu từ bây giờ. Nghe theo tôi. Đội trưởng, cô thật sự muốn lên đảo sao? Nhưng chúng ta không biết trên đảo có gì. Cũng không biết mục đích của Cao Chim. Như vậy quá nguy hiểm. Ở trên đảo thì hắn không chạy thoát đâu. Hay là chúng ta quay lại chỉnh đốn một chút. Cùng lắm là mấy ngày sẽ bắt được ông ta. Đây là chuyện của tôi và ông ta, không liên quan đến mọi người. Không được. Cô là đội trưởng của bọn tôi. Cô đi đâu thì bọn tôi đi theo đấy. Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi. Tôi đồng ý. Tính thêm tôi nữa. Cự ly bắn lớn nhất là bao nhiêu? Khoảng 120 km. Rất tốt. Rất tốt. Tôi biết là mọi người cười nhất mà. Vậy bây giờ có thể thả bọn tôi về nhà chưa? Đúng. Đây là tác phẩm nghệ thuật của mọi người, tâm huyết của mọi người. Mọi người không muốn ở bên nó sao? Nhưng ông từng nói với chúng tôi, làm xong sẽ thả chúng tôi. Nghe đây, tôi là một thương nhân có trách nhiệm. Có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm với khách hàng của tôi. Chuyện này không sai chứ? Đưa bọn họ về. Đi. Nhìn thấy mấy con chim trong camera không? Tôi muốn đưa chúng tới nhà bếp. Bởi vì tôi muốn khách quý của chúng ta thưởng thức thành quả nghiên cứu của chúng ta. Vâng thưa ông. Tôi có một tin tốt. Thứ đồ chơi mà em luôn chờ sắp xong rồi em yêu à. Em có thể nhận được hàng đúng thời hạn. Chỉ là tôi muốn em biết, tôi không chỉ phụ trách hỗ trợ sau bán hàng mà còn tặng em vài nhân viên kỹ thuật. Đương nhiên là miễn phí. Sếp, chuyện khẩn cấp. Được, tạm biệt. Radar phát hiện ở phía đông có động tĩnh. Có người nhảy dù lẻn vào. Mấy người? 6, 7 người. Tôi xem nào. Lập tức phái người gần đó đi xem sao. Ngay lập tức, rõ. Cảng nội địa của hòn đảo. Có kẻ địch xâm nhập vào hòn đảo. Mấy người đi theo tôi.
Dừng. Cảnh giới. Sao thế? Có bẫy. Chắc phía trước có người mai phục. Mai phục? Còn chưa biết. Ai mai phục ai đâu. Mèo đã vào vị trí, có thể hành động bất cứ lúc nào. Qua đây. Cậu đi qua đó xem sao. Tất cả mọi người chú ý, con mồi xuất hiện. Bên trái đã xử lý hết. Áp chế hỏa lực chính diện, rõ. Bọc đánh. Kiểm hộ tôi. Ba ta, kiểm hộ tôi. Tiến lên, tiến lên. Đội trưởng. Đội trưởng. A Đông, đội trưởng, A Đông. Khí quản của cậu ấy bị nghẽn máu rồi. Cứ thế này sẽ ngạt thở mà chỗ này không an toàn. A Thất, chúng ta cần một nơi có thể cứu chữa. Đi. Chúng ta có đối tác rồi. Tôi đã phái người của tôi qua đó. Đi theo tôi. Không, không, không. Việc của tôi là ở đây bảo vệ vũ khí. Người của anh. Anh đang nói đến đám người nghiệp dư kia. Nếu những người này đều là chuyên nghiệp, thì có lẽ người của anh chết hết rồi. Lão Phật, lão Phật. Báo cáo tình hình quân địch. Tổng cộng có 3 người canh phòng. 2 người ở cửa. 1 người ở tầng 1. Canh phòng không nghiêm ngặt. Có thể hành động rồi. Ông điên rồi sao? Làm gì thế? Ồn ào gì vậy? Mau ngồi xuống. Đếm ngược 3 giây. 3 2 Ngồi xuống. 1
Hành động. Muốn sống thì đi theo tôi. Kiểm tra tất cả các phòng. Phòng phía bắc an toàn. Phòng phía tây an toàn. Gọi đội trưởng. A Đông. A Đông, cắt bỏ tuyến cận giáp. A Đông, túi y tế, để lại bút bi đi. Cô với Snake ra ngoài canh phòng, đảm bảo xung quanh tuyệt đối an toàn. A Đông, A Đông, gắng chịu nhé. Tách ra hành động. Gắn gượng. A Đông. Lão Cao. Lão Phật. Ra hết rồi. Ở đây hết rồi. Bằng chứng về vũ khí âm thanh đều ghi lại hết rồi. Thứ quỷ này. Kim hơi lặng tiếng. Không có cách nào dự đoán được, không thể đề phòng. Thảo nào hao hút tốn nhiều công sức vì nó vậy. Giữ chứng cứ cẩn thận. Đi về phía bắc mấy trăm mét nữa, có một con thuyền tôi giấu ở đó. Nhiên liệu đủ để rời khỏi nơi này. Sao thế, cậu không đi ư? Có vài hành khách cần cùng lên thuyền. Bọn họ đến vì tôi, không thể bỏ họ lại được. Lão Cao. 30 phút. Cậu phải quay lại cho tôi. Gắn gượng. Gắn gượng. A Đông. A Đông. A Đông. Ba ta.
ba ta. Ba ta. Alo, alo. Đã bắt được hai thành viên của đội đặc chiến. Bây giờ tất cả mọi người lên đường. Tìm kiếm kẻ địch khắp đảo. Khiên đi. Sếp. Chỗ anh thế nào rồi? Xem ra chúng ta gặp lại một người bạn cũ. Bạn cũ gì cơ? Tôi nghĩ tôi đã bại lộ rồi. Tôi phải nhanh chóng gặp người mua. Cho dù hồ ly xảo quyệt thế nào đi chăng nữa, thắng lợi cuối cùng vẫn là thợ săn. Tôi không có hứng thú với hồ ly thợ săn gì mà anh nói hết. Tôi chỉ cần anh bảo vệ vũ khí của tôi. Yên tâm. Trước khi người mua đến, tôi sẽ đem tất cả bọn chúng tới trước mặt anh. Tôi cần anh về ngay bây giờ. Xin lỗi sếp, có một người chạy rồi. Hắn tới rồi. Cuối cùng. Đáng ghét. Thuyền của chúng ta mất rồi. Tránh xa tôi ra. Đội của cô có 3 người chết, 2 người bị bắt. Cô quay lại làm gì? Cô là đi tìm cái chết. Tìm cái chết. Tìm cái chết. Tôi không giống ông. Ông lấy tiền, bán đứng đồng đội của ông, hại chết thầy tôi. Tôi nhất định phải quay lại, chết cũng phải cùng chết với bọn họ. Ông là kẻ phản bội. Lão điểu chết trước mặt tôi là bị người ta bắn từng phát mà chết.
Ông ấy là thầy của cô. Nhưng ông ấy cũng là anh em của tôi. Lão Phật, xảy ra chuyện gì thế? Lão Cao à, bọn họ bắt được hai con tin, bây giờ đang dốc toàn lực truy bắt cậu đấy. Sao cậu còn không mau rút lui đi? Lão Phật, mau rút lui. Người bạn cũ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở ngoài kính bắn tỉa. Anh muốn thế nào? Lão Cao, lần này coi như người bạn này gặp nạn rồi. Cậu cẩn thận một chút. Thả ông ấy ra. Người các người muốn tìm là tôi. Tôi đi tìm anh. Cậu tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Nên làm gì thì làm đi. Từ trước tới nay, đội chống bão của chúng ta không có tên ngốc nào sợ người anh em. Nhìn hắn đi. Dừng tay. Này lão già, thuốc ở đâu? Trong túi quần. Lão già, ông sao thế? Bẫy. Đều là bẫy. Không phải. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thao Úc vẫn chưa chết. Lúc đó ông ta lợi dụng bọn tôi để giả chết, là vì muốn độc chiếm vũ khí âm thanh. Nhưng không ngờ rằng tôi vẫn còn sống. Vì để che giấu sự thật, ông ta hãm hại tôi, bôi nhọ đội chống bão. Vậy nên người tập kích chúng ta là người của Hao Úc. Đúng vậy. Sau này tôi thông qua phương thức liên hệ nội bộ của công ty bảo vệ
tìm được đồng đội cũ là lão Phật, bảo ông ấy đóng giả thành nhà khoa học, ẩn náu ở bên Hao Úc, thu thập chứng cứ. Tôi cố ý tiết lộ, lợi dụng máy bay của các cô tới hòn đảo nhỏ này để gặp ông ấy, dùng những chứng cứ này vạch trần mục đích thật sự của Hao Úc, trả lại sự trong sạch cho tôi và đội của tôi. Ông làm gì vậy? Ông đã bị bệnh đến mức này rồi, còn muốn liều mạng với bọn họ sao? Thứ kia rơi vào tay của phần tử khủng bố thì hậu họa không thể lường được. Còn cả những người anh em của cô nữa, phải cứu họ về. Nếu đi thì cũng phải là tôi đi. Người của tôi sẽ tự cứu, không cần ông làm anh hùng. Một người sắp chết, đi tìm cái chết là đủ rồi. Cô còn trẻ, đang độ xuân thì chuyện này để tôi. Lão già, thành viên của đội tôi vì tôi mà chết, thù mới nợ cũ, tôi sẽ tính rõ ràng với bọn chúng. Hoặc là hai chúng ta cùng đi, hoặc là ông ở lại. Ông tự nghĩ đi. Lão điểu, không nhìn nhầm người. Đội trưởng, hai người cải trang đi cứu người. Chúng ta thu hút hỏa lực từ chính diện. Chú ý an toàn. Đi, đi. Bây giờ chúng tôi đang thiết lập tọa độ. Mục tiêu là thành phố nhỏ, cách vị trí hiện tại của chúng ta khoảng 100 km. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tôi luôn luôn sẵn sàng. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Anh Hao Úc, tôi sẽ chuyển một nửa số tiền vào tài khoản của anh trước. Sau đó tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh phá hủy thành phố đó, rồi tôi sẽ thanh toán toàn bộ. Tốt nhất là anh bắt đầu luyện mắt một chút đi, bởi vì xem xong cảnh tượng hoành tráng này, anh sẽ rất khó mà chớp mắt đấy. Lão già, tôi là người cứu viện, đi theo tôi.
Đi thôi. Dừng lại, chạy mau. Mau lên. Cẩn thận. Mọi người vẫn ổn chứ? Sếp, tiếp theo phải làm thế nào? Tìm bọn chúng. Giết chúng. Được. Đi.
đứng yên. Bình tĩnh đi. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống, được, 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 được rồi. Hiện giờ tôi là người liên hệ. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là vũ khí đang ở chỗ tôi. Anh có thể chuyển tiền đến cùng một tài khoản. Được. Nhưng mà anh phải phá hủy thành phố trước đã. Được thôi. Tôi đảm bảo đấy. Khởi động máy. Vâng. Chuyện gì vậy? Hỏng rồi. Vũ khí âm thanh bị khởi động rồi. Mục tiêu tấn công của nó bị thiết lập ở một thành phố cách đây 100 km. Đội trưởng, không sao chứ? Chuyện gì vậy? Bọn họ khởi động vũ khí âm thanh, nhắm chuẩn vào thành phố cách đây 100 km. Làm thế nào mới tắt được nó? Một khi đã khởi động thì không tắt được. Hơn nữa nó được làm từ hợp kim titan, không thể dễ dàng phá hỏng từ bên ngoài. Chỉ có nòng bắn chính diện của nó là yếu nhất. Senex, chăm sóc tốt cho nhà khoa học, cô muốn làm gì? Đội trưởng, thank you.
đội trưởng. Quay lại. Bây giờ tình hình thế nào? Bây giờ chỉ có thể bắn chính diện mới có thể tắt được nó. Bàn kiếm, nhắm chuẩn mục tiêu. Tôi làm người quan sát cho cô. Kịp nữa rồi. Giờ sắp phải bắn rồi. Bàn kiếm, cô nghe đây, vị trí trái tim của tôi chính là mục tiêu. Chấp hành mệnh lệnh. Anh tránh ra. Lão già. Bàn kiếm, cô nghe đây, dù là tôi hay thầy của cô thì lúc này đều biết phải làm thế nào. Nổ súng. Nổ súng. Nổ súng. Nghe gió thầm kể chuyện xưa. Về nỗi đau khổ của Tân Ngư mất đi phu quân mình. Lão điểu không nhìn nhầm người. Khá lắm. Ông ấy là thầy của cô. Nhưng ông ấy cũng là anh em của tôi. Cô còn trẻ, đang độ xuân thì. Chuyện này để tôi. Lão già, thành viên của đội tôi vì tôi mà chết, thù mới nợ cũ, tôi sẽ tính rõ ràng với bọn chúng. Hoặc là hai chúng ta cùng đi, hoặc là ông ở lại. Ông tự nghĩ đi.
chuyện ngụ ngôn mãi mãi không thể thức tỉnh chúng ta. Ai giết ai thắng? Chân lý được chứng thực ra sao? Tại sao không cho hòa bình một cơ hội? Bàn kiếm đưa chiến hữu và nhà khoa học an toàn rời khỏi hòn đảo biệt lập. Họ công khai âm mưu của Howard với truyền thông. Trả lại sự trong sạch cho đội cao chim. Đội cao chim và những thành viên đã hy sinh trong lần hành động này được trao tặng huân chương anh hùng thành phố. Nổi gân xanh. Đạn có thể quẹo sang trong cái ống ấy. Anh lên mạng mà tra. Hai người nước ngoài thử nghiệm súng. Em có còn nhớ ánh sao băng trên thảm cỏ chăng? Màu đỏ, màu xanh và màu tím. Chúng ta ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Chúng ta cưỡi hải âu bay lên trời sao. Giấc mơ hão huyền của anh là bay lượn, lơ lửng trên núi non sông ngòi. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn trong quá khứ xa xăm. Cả cuộc đời chúng ta đều đang kiếm tìm. Dưới ánh trăng, ở một thế giới khác biệt. Thú một sừng đi trong rừng rậm. Nàng tiên bên đài phun nước. Hát câu chuyện đồng thoại xa xưa. Giấc mơ hão huyền của anh là bay lượn, lơ lửng trên núi non sông ngòi. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn trong quá khứ xa xăm. Cả cuộc đời chúng ta đều đang kiếm tìm. Khi chúng ta bước lên thiên đường, thời gian và nỗi đau đang dần biến mất. Bạn sẽ chạm đến ý nghĩa của sinh mệnh. Cả cuộc đời chúng ta đều đang kiếm tìm. Khai máy thuận lợi. Cùng nhau tiến bước. Thành công vang dội.